Dạ vâng ạ, em xin kính chào tất cả các anh chị nhé. Xin chào tất cả các anh chị tới video clip tiếp theo của Vườn Lan Berry. Ngày hôm nay thì Berry chúng em sẽ giới thiệu tất cả các anh chị những cây cát giống. Những dòng cát giống là một trong những dòng hoa lan khá là khỏe các anh chị nhé. Với cái bản lá to dài và rất là cứng này, thân cây rất là mập mạp. Nó là thuộc cái dòng đa thân anh chị nhỉ. Đấy, mỗi một cốc cát này cũng rất là xinh, rễ rất là khỏe nhá. Mỗi một cốc cát sẽ có khoảng tầm từ 2 đến 3 thân cho anh chị em nhà mình. Đấy, ví dụ như chúng ta chăm khoảng tầm 2-3 tháng nữa thì cây của chúng ta sẽ có thể cho bông đấy ạ. Đây là cát giống này. Những cốc cát giống rất là khỏe mạnh để cho các anh chị em nhà mình sưu tầm nhá. Đấy. Cái này về thì giá thể mình sẽ thay cho em là bằng vỏ thông này, sơ dừa này, than củi đều được, để cho cái chậu lan của mình có chất dinh dưỡng nhá. Đây, những cốc cát giống này rất là xinh đúng không ạ? Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ khỏe. Và cái dòng cát này thì mình về mình chỉ bóc tách cho em cái vỏ nhựa này ra này, sau đó thì các anh chị chèn thêm giá thể xung quanh vào nữa là được ạ. Chèn thêm giá thể xung quanh vào nữa là được cho em ạ. Đấy, những cốc cát giống xinh xinh này, rất đẹp luôn đúng không? Về được một ít thôi anh chị nhá, không có nhiều đâu ạ. Giá thành của dòng này thì cực kỳ yêu thương rồi. Đó, rất là rẻ luôn này. Mỗi một cây cát. Cát này thì có rất là nhiều màu hoa các anh chị nhá. Đây nhiều cây này đúng không? Nó không được gọi là cát giống nữa rồi, nó phải gọi là cát nhỡ luôn đấy ạ. Bởi vì những cái dòng này cây của chúng ta cũng khá là to nhá. Với cái bản lá nó rất là dày này. Đấy, thấy không ạ? Với cái bản lá của mình rất là dày luôn và cực kỳ khỏe nhá. Đó, Vườn Lan Berry. Xin chào tất cả các anh chị. Những cốc cát này rất là xinh luôn đúng không ạ? Catila, dòng này sẽ là dòng hai lá cho anh chị em nhà mình anh chị nhé. Sẽ làm ít cát hai lá này. Đây em lấy cho anh chị từng cây một cho anh chị thấy này. Cây nào cũng như cây nào luôn đấy ạ, rất là xinh luôn đúng không? Rất là đẹp nha, cát giống. Về mình chăm thì những cái dòng này nó cũng chăm rất là đơn giản thôi. Thì các anh chị có thể là để ở chỗ râm mát một tuần, sau đó thì mình sẽ bắt đầu cho cây của chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dần dần. Nếu như dòng này mà chúng ta trồng thuần thì các anh chị có thể là để cây trực tiếp ngoài ánh nắng cũng được luôn đấy ạ. Đây, thân cây rất là mập này, bản lá dài và rất là dày nhá, lá cứng. Một dòng hoa lan được rất là nhiều anh chị ưa chuộng và săn đón đấy ạ. Dòng này khá là đẹp các anh chị nhá, với những cái mẫu hoa đa dạng màu sắc lung linh luôn này, đúng không ạ? Cây thì nó sẽ tùy nhá. Ví dụ như cái này thì nó cũng ra độ khoảng tầm được từ 10 đến 15 cm rồi đúng không? 10-12 cm thôi nhỉ. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Dòng này dễ trồng cực kỳ luôn đấy ạ. Không kén chọn khí hậu nhá, không kén chọn thời tiết. Nắng mưa chịu được rất là tốt, gió rét chịu được các anh chị nhá. Với giá là đi cực kỳ yêu thương 28.000 đồng một cốc cát giống. Được chưa ạ? 28.000 một cốc cát giống thế này ạ. Dòng này cho mình hoa quanh năm anh chị nhá. Cho chúng ta hoa quanh năm, vừa dễ trồng, dễ chăm và lại siêng cho hoa. Được chưa ạ? Dễ trồng, dễ chăm và lại siêng cho hoa này. Để bác nào chốt thì comment để lại số điện thoại và địa chỉ bên dưới nhá. Bên em sẽ tự động liên lạc lại. Hoặc là không thì mình có thể vào trang Facebook là Vườn Lan Berry hoặc trang cây và giống Berry để được xem và tư vấn nhiều hơn anh chị nhá. Nhà vườn em có địa chỉ là ở xóm 11 thôn Minh Hồng, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Anh chị nào gần thì mình có thể ghé qua thăm vườn nhá. Đây là một số cái màu hoa cát khá là xinh này các anh chị này. Đấy, có rất là nhiều mẫu luôn nhá. Mình có thể sưu tầm này. Đấy là một số những cái mẫu hoa lan cát rất là đẹp luôn nhá. Màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Hoa thơm và cho các anh chị hoa quanh năm. Dòng này cho chúng ta hoa quanh năm luôn đấy ạ, rất là xinh này. Đấy là một số cái mẫu hoa cát nhá. Vâng, các anh chị có thể chốt đơn trực tiếp trên cái video này cũng được. Được chưa ạ? Rất là nhiều màu nhá. Và bên em sẽ bán cho anh chị là mặt hoa sổ số và không chọn mặt hoa cụ thể. Được chưa ạ? Bán mặt hoa sổ số và không chọn mặt hoa cụ thể này. Giá cực kỳ yêu thương luôn anh chị nhá. Giá cực kỳ yêu thương luôn đấy ạ. Cát rất xinh luôn đúng không? Những cái tông màu sắc cực kỳ rực rỡ nhá. Đấy, một loài hoa lan gây đốm tim người nhìn các anh chị ạ. Rất đẹp, cực kỳ quyến rũ luôn nhá. Đó, bông đỏ tươi, màu này là màu đỏ nhung đấy ạ, khá là xinh nhá. Rất đẹp luôn đúng không? Đấy. Đây cho anh chị xem một số cái mẫu hoa cát cam này. Và những cái dòng hai lá này sẽ là bông chùm anh chị nhá. Đấy, ngồng hoa dài này, ngồng hoa cao và bông chùm. Khá là xinh đúng không ạ? Dòng này hoa rất là bền ạ, chúng ta có thể chơi khoảng tầm 3 tuần. Đúng không? 3 tuần, 3 đến 4 tuần. Khá đẹp nhá. Rất là nhiều này. Đấy, đấy là một cái tông màu các anh chị thấy này, ngồng rất là dài đúng không? Ngồng vân cao này. Và bông của chúng ta là bông chùm. Mỗi một chùm ít nhất được tầm 5 bông rồi, đúng không ạ? Mỗi một chùm ít nhất được tầm 5 bông. Thấy không? Khá đẹp luôn nhá. Lung linh đúng không ạ?
Ví dụ như là mình chơi thì các anh chị có thể ghép ba cái cây, ba cái chậu như này vào, và một cái chậu lớn á là mình có thể chơi hoa được rồi. Đó, những cái dòng cát này khá là xinh luôn nha. Đấy, đúng không ạ? Vlanberry cung cấp đa dạng các loại hoa lan, giá thành siêu tốt các anh chị nhá. Bên em có thể gọi là được là bao giá toàn thị trường tất cả các anh chị luôn. Được chưa? Lúc nào cũng ưu tiên tất cả khách hàng thân yêu là giá cả là hợp lý này. Đúng không ạ? Mặt hàng thì đa dạng, phong phú nhá. Đây là những cây cát này. Các anh chị thấy không ạ? Đây, ai bảo là cây cát giống như này đúng không? Chả ai gọi cái này là cây cát giống cả, toàn là gọi là cát nhỡ thôi. Đó, giá thì quá rẻ luôn đúng không? Đấy. Các anh chị có thể làm 10 cốc hoặc 5 cốc về mình trồng, mình sưu tầm dần đấy. Thì nó sẽ xiêm cho hoa hơn. Cứ mỗi một lần này, ví dụ lần này chậu này cho hoa, lần sau lại chậu khác đúng không ạ? Nó sẽ cho chúng ta hoa liên tục. Và những cái dòng này là dòng cho hoa quanh năm. Lúc nào không gian vườn nhà mình cũng có hoa để chơi nhá. Khá đẹp đấy, để về một ít để cho anh chị em nhà mình sưu tầm này. Thấy không? Có khá là nhiều màu nhá. Ví dụ như cây này là cây ngắn hơn đúng không? Màu này là màu ngắn hơn này. Nhưng mà lại có cái màu chậu này thì lại chậu lớn hơn này. Đấy, nó có nhiều màu mà. Khi mà bên em lấy thì bên em sẽ tự mix màu cho anh chị nhá. Cái dòng này thân cốc nhỏ này, đúng không? Thân ngắn này. Đấy, nhưng mà thân nó rất là nhỏ, lá nhỏ dài này. Thấy không ạ? Mỗi một cốc sẽ có một cái dáng kiểu dáng khác nhau. Thấy chưa? Để bác nào chốt đơn thì để lại số điện thoại bên dưới nhá. Bên em sẽ tự động liên lạc lại. Và những anh chị nào đang theo dõi và đang xem cái video clip của Vlanberry thì mình hãy bấm like và share các anh chị nhá. Để được xem và theo dõi nhiều cái video clip tiếp theo hơn, hãy bấm subscribe để ủng hộ bên nhà vườn cho em ạ. Cát giống cát hai lá nhá. Đây là dòng cát hai lá đây chị ạ. Đây. Dễ rất nhiều này. Thấy không? Có bầu sẵn rồi, về mình chỉ việc chèn thêm giá thể vào nữa là được nhá. Chỉ cần chèn thêm giá thể xung quanh là được cho em ạ. Đây là một số những cái chậu cát rất là đẹp để cho các anh chị em nhà mình sưu tầm. Cái dòng này thì mình trồng cho em bằng sơ dừa đi. Trồng cho em bằng sơ dừa đi. Sơ dừa thì nhìn sẽ tốt hơn đấy, chị thấy không ạ? Cát này. Đấy. Rễ rất là khỏe luôn nha. Dòng này chịu nắng, chịu mưa rất là tốt các anh chị ạ. Cây khỏe, phù hợp với mọi khí hậu luôn. Ví dụ như nắng quá cây của chúng ta cũng có thể chịu đựng được, rét quá cũng có thể chịu đựng được. Đấy. Giá thành thì lại rẻ nữa. Sức sống thì dồi dào, mãnh liệt. Nên là mình chăm nó cũng đơn giản, không cần phải quá là cầu kỳ đâu ạ. Khi mà mới trồng thì anh chị cứ để cây cho em ở chỗ thoáng thoáng một chút nhá, dâm mát thoáng một chút. Khi nào cây quen thuần thuần rồi thì mình sẽ bắt đầu là để cho cây cần nắng nhiều. Và lưu ý giúp em là dòng này đấy ạ. Khi mà cây của chúng ta đấy đã trưởng thành rồi thì các anh chị lại cung cấp cho em một ít chất đạm nhá, để cây của chúng ta phát triển tốt hơn. Và dòng này sẽ là một dòng lan ưa nắng nhiều nhá. Ưa nắng và ưa ánh sáng nhiều hơn. Được chưa ạ? Ưa ánh nắng và ưa ánh sáng này. Khi mà hấp thụ đủ ánh sáng, đủ ánh nắng, cây quang hợp đủ thì cây của chúng ta mới nhanh cho hoa và mới hay cho hoa được. Được chưa ạ? Đấy là mũi cát nhá. Thì ngày hôm nay Berry chúng em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái số siêu phẩm gây đúng tim người nhìn, đó là những cái chậu cát tila hai lá. Và bây giờ thì cho em xin phép dừng cái video clip của mình ở đây các anh chị nhá. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái video clip này. Tạm biệt tất cả các anh chị và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào video clip tiếp theo nha. Mình hãy bấm subscribe và bấm bật cái nút chế độ là bật chuông thông báo đấy. Để khi mà có cái video clip mới thì mình sẽ được thông báo đến các anh chị nhé. Và được xem cái video clip sớm nhất. Tạm biệt tất cả các anh chị nha.